các tuổi xấu nhất tháng năm âm lịch, xui đủ đường, làm việc gì cũng không thuận. Các bạn có biết tại sao không? Bởi vì những tuổi sau đây bị sao Thái Bạch chiếu mệnh. Người xưa vẫn nhắc về sao Thái Bạch có nhấn mạnh, Thái Bạch hạ ấy nặng thay. Tháng năm kỵ lắm tổn thương chẳng hiền. Hay là câu, nhằm sao Thái Bạch la chi tháng năm trùng kỵ lắng ghi đề phòng. Nghĩa là tháng năm sẽ là tháng kỵ nhất với người bị sao Thái Bạch, là hung tinh mạnh nhất chiếu mệnh. Công việc làm ăn kinh doanh lận đận, hao tài tốn của, bị kẻ xấu lợi dụng, tiểu nhân hãm hại. Nam nữ bị sao Thái Bạch chiếu mệnh trong tháng năm âm lịch được ví như ánh trăng xuyên qua đám mây. Dù vận trình có cố gắng đến mấy thì ưu phiền vẫn nhiều, cuộc sống vẫn lắm u tối, nhiều trở ngại. Sao Thái Bạch chủ về hành kim cho nên người gặp hạn Thái Bạch vào tháng năm âm lịch cần đặc biệt chú ý các bệnh về đường hô hấp và cần tránh các hạn xe cộ có thể gặp. Đó là các tuổi nam mệnh 1976 Bính Thìn, 1985 Ất Sửu, 1994 Giáp Tuất, 2003 Quý Mùi. Nữ mệnh là Nhâm Tý 1972, Tân Dậu 1981, Canh Ngọ 1990, Kỷ Mão 1999. Để hóa giải hạn của sao Thái Bạch, bản mệnh nên tránh mặc quần áo màu trắng, mang trên mình Phật bản mệnh, có Phật hộ thân, tích đức hành thiện, sống và làm theo những giáo lý của nhà Phật,